Tại sao bút lông đã được sử dụng ở châu Âu trong nhiều năm như vậy? Hóa ra là bút lông sau khi tẩy dầu mỡ sau đó, cắt chân lông vũ thành vát ngọn và nhúng mực để viết so với các bút khác cùng thời kỳ bút lông viết mực ra. Được chất lượng viết tương đối cao, khả năng chống mài mòn tốt. Ngoài ra bút lông rất dễ làm, hầu hết chúng được lấy từ lông cánh của con ngỗng. Chi phí sản xuất rẻ và tiện lợi, nó rất phổ biến ở châu Âu trong hơn 1.000 năm.